Công Phương và tạt bên chân trái. Lê Ngọc Hưng kiểm soát từ khoảng không khá tốt. Chu Nguyên, Hoàng Minh Hợi, Linh Hải. Còn khoảng hơn 10 phút nữa thôi và đội tuyển U17 Việt Nam đang còn cách chiếc vé chính thức dự vòng chung kết U17 châu Á có khoảng hơn 10 phút nữa. Khoảng cách lúc này vẫn đang là 3 bàn, một khoảng cách có thể nói là khá an toàn với cầu thủ trẻ của chúng ta, nhưng U17 Việt Nam cũng không được phép chủ quan. Phút vừa qua thì che chắn rất khôn ngoan. 0-3 thì đó sẽ là một trong những sự khó khăn của U17 Thái Lan. Lúc đó họ sẽ chỉ còn có 3 điểm không thực sự tốt. Tiếp tục là một quả phạt góc khác dành cho U17 Việt Nam. Chúng ta vẫn đang tạo ra sức ép đủ tốt để đảm bảo một thế trận thuận lợi. Long Vũ cùng Văn Nam, đột phá không thành công của Văn Nam. Surajai rất khỏe và cực kỳ tốc độ. Tôn Tao Văn lại một tình huống di chuyển không hợp lý nữa của Công Nát. Sau khi mất lỗi thuộc về được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của VTV Cup, Hồng Minh Hà Tĩnh đã không thể có được chiến thắng trước đội xứng đáng là một trong những cầu thủ thi đấu hay nhất của U17 Việt Nam trong trận đấu này. Và lúc này thì Công Phương cũng đang có dấu hiệu bị chuột rút khi đã kéo cả hai tấc xuống rất thấp. Một trong những đặc điểm của các cầu thủ khi họ thi đấu trên sân có dấu hiệu chống của việc bị chuột rút sẽ là kéo tấc xuống thấp để đỡ bó bắp chân. Thì rồi thì Công Phương còn vứt cả bộ đôi bị đứng quyền ra ngoài. Và nếu như hành vi này bị trọng tài chính phát hiện thì rất có thể sẽ có thẻ vàng dành cho đội trưởng của U17 Việt Nam. Lê Ngọc Hưng. Rất tự tin của Lê Ngọc Hưng, pha pressing rất hay.